từng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philippe Chuzier và được ông đưa lên đội tuyển U19 Việt Nam. Đã có lỗi về vị của Đinh Thành Đạt. Ở đầu mùa giải năm 2022 thì Nguyễn Đức Việt đã tạo nên một dấu ấn rất lớn khi cùng Hoàng Gia Lai tham dự cúp Hoàng đế Quang Trung. Được cắt bởi các cầu thủ Bình Dương và giờ là phản công dành cho đội bóng đất thủ. Một đường treo bóng, đánh đầu. Đó là cú đánh đầu của Hữu Hảo. Không phải Võ Hoàng Minh Khoa, không phải Bùi Vĩ Hào. Hữu Hảo mới là cầu thủ sở hữu cơ hội đáng chú ý nhất của các cầu thủ Bình Dương tính đến thời điểm này của trận đấu. Sẽ có những thay đổi về mặt nhân sự để nhằm tạo nên một thế trận cởi mở hơn. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm đến từ đội bóng áo xanh, nhưng kết quả vẫn là bóng đi ra ngoài phạm vi khung thành của thủ môn Bảo Duy. Giờ mới là sự lên tiếng của Bùi Vĩ Hào. Một tình huống dứt điểm bằng chân phải quen thuộc của Bùi Vĩ Hào. Và tiếp tục là một tình huống va chạm rất mạnh đến từ cả hai đội, nhưng bóng vẫn được tiếp tục. Người đã thoát xuống đó là Hoàng Minh Tiến. Và đó là tình huống cản phá đầu tiên của Đăng Duy. Minh Khoa đánh đầu, vẫn chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ Bình Dương. Ban huấn luyện của Hoàng Gia Lai đang chỉ đạo rào cho các học trò cực kỳ cẩn thận. Những khoảnh khắc cực kỳ nhạy cảm. Đức Duy không vào. Cú sút phạt rất tốt của Đức Duy. Nhưng người xuất sắc hơn đó là Huỳnh Trần Bảo Duy. Cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ cùng tên và người gác đền của Hoàng Gia Lai là người giành chiến thắng. Hà Trung Hậu. Một cú sút rất tỉnh táo đến từ Hà Trung Hậu và màn ăn mừng quen thuộc của anh ở vòng chung kết U21 quốc gia năm 2022. Tỷ số luân lưu là 1-0, nghiêng về các cầu thủ Bình Dương. Lấy đà rất chậm rãi và một cú sút đi thẳng vào giữa khung thành, đánh bại thủ thành Huỳnh Trần Bảo Duy. Giờ là cú sút của các cầu thủ Gia Lai. Tỷ số là 1-1. Thủ môn Đông Điền đã không thể cản phá được tình huống dứt điểm của Phan Du Học. Loạt sút đầu tiên của cả hai đội đều diễn ra suôn sẻ. Bùi Vĩ Hào, niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Bình Dương,
là người thực hiện lượt sút thứ hai. Vĩ Hảo dù đã chạm tay được vào bóng nhưng thủ thành Bảo Duy đã không thể cản phá được cú sút của Vĩ Hảo. Rất đáng tiếc dành cho đội bóng Phố Núi. Một cú sút chìm của Vĩ Hảo và đã đoán được hướng bóng và đã chạm tay được vào bóng, nhưng thủ thành Huỳnh Trần Bảo Duy đã phải tiếc nuối khi không thể cản phá được cú đá của Vĩ Hảo. Hoàng Minh Tiến, cầu thủ được vào sân ở trong hiệp 2, là người thực hiện cú sút thứ hai dành cho đội bóng Phố Núi. Cuộc đối đầu giữa Minh Tiến và Đông Điển. Không vào! Cột dọc đã từ chối bàn thắng của Hoàng Minh Tiến. Tỷ số luân lưu là 2-1. Nghiêng về các cầu thủ Bình Dương. Nhưng lúc này các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã sút trượt một quả. Người thực hiện cú đá thứ 3 trong loạt sút luân lưu bên phía cầu thủ Bình Dương đó là số 31 Đức Duy, người đã bỏ lỡ cơ hội ở trong những giây cuối cùng của hiệp 2. Cơ hội để nâng tỷ số trong loạt luân lưu lên 3-1 cho các cầu thủ Bình Dương. Đức Duy quá chính xác. Anh đã đánh bại được người thủ thành cùng tên với mình. Tỷ số trong loạt luân lưu là 3-1, nghiêng về các cầu thủ U21 Bình Dương. Vẫn là một pha dứt điểm vào giữa khung thành. Người thực hiện quả đá thứ 3 cho các cầu thủ Anh Gia Lai đó là Thanh Phát. Dứt điểm. Không vào. Hết cột dọc thì bây giờ đến sàn ngang. Chuyện gì đang xảy ra với đội bóng áo đỏ? Tỷ số luân lưu là 3-1 nghiêng về cầu thủ Bình Dương. Và nếu như thực hiện thành công cú đá này thì các cầu thủ Bình Dương sẽ góp mặt ở bán kết. Võ Hoàng Minh Khoa. Như vậy là U21 Bình Dương đã góp mặt ở vòng bán kết vòng chung kết U21 quốc gia năm 2022. Quá kịch tính. Võ Hoàng Minh Khoa là người đã đánh dấu chấm hết cho hành trình của U21 Hoàng Gia Lai tại vòng chung kết năm nay. Những giây phút cực kỳ kịch tính